Hello, xin chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Hôm nay Vinh Gà đang ở trại gà của nhà nhé các bạn nhé, của gia đình. Thì là Vinh Gà hôm nay ở trại có bán, đang bán một đàn gà 3 tháng rưỡi. Thì là Vinh Gà muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Ở nhà thì Vinh Gà thì chủ yếu bán bằng cho xe máy như thế này các bạn này, ít bán cho ô tô lắm vì giá gà ô tô bắt thì giá rẻ hơn nhé các bạn nhé. Đấy, bù bắt như thế này người ta đi chợ thì người ta bắt nó sẽ cao giá hơn. Hiện tại thì đàn 3 tháng rưỡi này của Vinh Gà đang bán giá 75. Đây, đây là một đàn gà 1 tháng tuổi nha các bạn. Cho các bạn xem. Đàn này là 1 tháng tuổi, cũng 3.000 nha các bạn nhé. Đấy. Review cho các bạn xem một chút ở ngoài trại gà và cái giá gà. Cho tím lên video tí, lên YouTube đi. Cốc mai anh hái cho. Đây là gà 3 tháng rưỡi các bạn nhé, đang bán giá 72. Cho hết các bà các chị lên YouTube hết. Rồi hết các bà các chị lên YouTube hết. Không phát trực tiếp đâu, là đăng lên trên YouTube đấy. Vâng. Đấy, gà này là bán giá 72 nha quý vị và các bạn. Đấy, có bắt như thế này. Ví dụ 3.000 gà này mình bắt bán khoảng, nếu mà thời điểm bắt giá như này thì khoảng có 3-4 ngày thì đã bắt xong rồi các bạn nhé. Hôm nay bắt đầu bán. Nhưng lúc này do giá gà nó lên cho nên là đang khan gà, cho nên là cô bà bán bắt gà nó hơi non. Bình thường bọn mình phải nuôi đến tận 4 tháng mới bán. Thế nhưng mà thì có các bạn xem này. Đấy. Nhà mình có gà thả đồi các bạn. Đấy. Các bạn nghĩ 3.000 con gà khi nó đến tuổi bán nhìn nó nhiều cỡ nào. Rất nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, nhà mình gà chỉ có gà, mình gà vẫn nói chỉ có gà với hoa hồng, không có cái gì cả. Tiền là nhà mình gà không có. Cho các bạn chiếm ngưỡng gà của nhà một chút. Lâu nay mọi người cứ thắc mắc mãi sao mà nói là Vinh Gà mà lại không nuôi gà mà lại đấy. Đây cũng là cao khanh nha các bạn nhé. Nhà Vinh Gà là đang nuôi cao khanh và có bán cả giống gà con cao khanh nữa. Đấy. Chuyên bán giống gà con cao khanh. Trước nhà có bán cả gà giống Minh Dư các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì không có bán Minh Dư nữa, chỉ bán nguyên cao khanh thôi. Vì Kinh Dư, cái Minh Dư công ty nó làm nó, cái đại lý làm nó ấy quá, nó lồm cồm quá, nó không có chủ trách nhiệm một tỉnh, nhưng mà xong cuối cùng là tỉnh khác người ta chen sang, công ty không giải quyết được, cho nên là không có bán Minh Dư nữa. Bây giờ chỉ có bán gà cao khanh thôi. Con gà cao khanh này thì cái ưu điểm của nó tương đối lớn, nó lớn, nó có cái nhiều cái hay hơn con Minh Dư các bạn nhé. Nếu để nói thịt nó ăn thì còn ngon hơn thịt con gà Phùng Sơn, Phùng Dầu Sơn. Nếu các bạn nào mà chuyên về gà các bạn biết, ngon hơn thịt của con gà Phùng Dầu Sơn, cũng gà 4 tháng. Mã nó không thua con gà Phùng là mấy nếu mà nuôi đủ tháng đủ ngày. Thế nhưng nó lại đạt cân hơn con Phùng. Con Phùng, nếu các bạn nuôi Phùng Dầu Sơn mà các bạn nuôi mà
đủ 4 tháng thì nó chỉ được khoảng cỡ 2 cân 2, 2 cân 3 à, thôi. Nhưng mà con cao khanh này các bạn nuôi này, có người nuôi đạt đến tận 2 cân 7, 2 cân rưỡi, 2 cân 4 là bình thường. Đấy là xô trống mái các bạn nhé. Con gà trống thì nếu mà xô trống thì được tầm 2 cân 8. Đấy là đủ tháng đủ ngày. Còn như thế này thì xô trống chắc chỉ được tầm 2 cân 7 đấy các bạn. Thì tầm này thì gà nó chưa đủ ngày đủ tháng, nhưng mà lông nó lại đang lông măng cho nên là nó cũng được cân các bạn. Giá gà hôm nay mình gà đang bán là tại trại là giá 72 các bạn nhé. Thì nếu bạn nào mà tham khảo về giá gà thì mình gà sẽ cứ liên lạc cái số điện thoại phía dưới video của mình gà sẽ chia sẻ với quý vị các bạn. Và bạn nào mà muốn tham khảo về cách chăn nuôi gà như thế nào thì mình gà sẽ chia sẻ cho quý vị luôn. Nếu như các bạn mà có định hướng muốn làm, ví dụ muốn mình gà chia sẻ cái gì thì mình gà sẽ làm video chia sẻ cho quý vị luôn, đúng không? Về cái cách chăn nuôi úm gà, rồi vaccine, rồi phòng bệnh, chữa bệnh như thế nào thì Vinh Gà sẽ làm cho quý vị, để quý vị có thể tham khảo và chăn nuôi hộ gia đình được. Nhà Vinh Gà thì chăn nuôi gà năm nay được khoảng cỡ 10 năm các bạn nhé. Cho em Ninh em lên YouTube tí. Đó, em vác bao cám ra đây để anh cho lên YouTube luôn. Đây ở đây, đây. Đây là người chăm gà nha các bạn nhá. Phát đập cái gì? Thế không phải em chăm gà à? Thôi, Vinh Gà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Trong đấy các chắc trong nhà thì chắc là một 10 ngày nữa. 10 ngày nữa anh bán được nhỉ? Tại em chê gà trong đấy chưa bắt.